có quyền anh nói thôi. Anh ơi xin lỗi anh nhá, anh đừng có mà. Chỉ mặt anh đừng có mà cái kiểu mà xuyên mục ra đâu người. Em chưa nói một từ bậy bạ nào vào mặt anh đâu. Anh đừng có mà kiểu hồi báo kiểu đấy. Xỉa xỉa xong em chỉ mặt anh đấy. Em nói chuyện em không phải chỉ mặt anh làm gì em đó. Em cũng không được chỉ mặt anh mà. Chỉ mặt em trước. Em nói cho em biết đó. Em chỉ mặt em đâu. Anh đi một. Thả chó đi vệ sinh bị bảo vệ nhắc nhở cô gái chỉ mặt tỏ thái độ gây tranh cãi. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh cư dân và bảo vệ trong khu dân cư to tiếng với nhau về câu chuyện thú cưng xả bừa bãi đã thu hút sự chú ý từ đông đảo công chúng. Điều khiến mọi người quan tâm hơn cả là thái độ bị cho là có phần thái quá và câu nói em bỏ tiền ra thuê thì người ta phải dọn cho em của cô gái. Cụ thể, trong thời gian cô gái dắt chó đi dạo dưới khu chung cư, có vẻ chú chó đã không kiềm chế được mà tuột van trên vỉa hè dưới tòa nhà. Lao công và bảo vệ của tòa nhà thấy vậy đã nhắc nhở cô gái. Tuy nhiên, thay vì đồng ý dội nước đi dọn đi, nữ chính trong đoạn clip lại tỏ ra nóng nảy bất bình với thái độ nhắc nhở của bảo vệ. Sau khi hai người lời qua tiếng lại, mẹ của cô gái đã phải xuất hiện để phân trần sự việc. Chị đang nhìn thấy con, chị chỉ mặt em nhé, không em không chỉ mặt con chị nhé. Con em nói nha, em chỉ tử tế với người tử tế, còn những người không tử tế tử tế em không cần phải tử tế tôn trọng. Thế nào em tử tế là em có chó đi vệ sinh ra đây, xong em không dọn xong em làm. Ok, em chị nói đây này, cái tử tế chị ơi này, nếu như mà nói đúng là nó nghe là chị không thôi, còn nếu mà nó mà nhịn là bao giờ chị sẽ mang giấy đi để con, chứ không bao giờ chị đứng để. Đấy là chị dọn nhưng mà con chị không dọn. Không, đây à. Lúc nào mang giấy đi để con. Cuộc chiến được đẩy lên cao trào khi có thêm sự tham gia của cô lao công. Vâng, cái đấy là sai thôi, chẳng có công nghệ, cháu xin lỗi cô. Cháu xin lỗi cô. Nhà cháu giàu hay nhà cháu nghèo, nhưng cháu không được thông thường người ta đi làm. Cháu không thông thường. Cháu đã bảo là cháu bỏ tiền cháu trả các cô đi vệ sinh. Nhưng mà cái là đúng. Và việc người phải coi thường không phải là cô. Mà cháu nói rằng cô là cháu coi thường bảo vệ ở đây. Còn những cái người mà đứng đầu ở đây. Bức xúc hơn là thái độ xin lỗi, được chưa, của nữ chính khi nói chuyện với hai cô lao công, những người lớn tuổi hơn mình. Cô gái cho biết lúc đó nóng nảy là do bực bội việc ở trường, không phải coi thường. Cháu nói thật với cô là người cháu coi thường không phải là cô, mà là cháu coi thường bảo vệ ở đây. Và những cái người mà đứng đầu ở đây ý, nữ chính nói. Đồng thời, cô gái cũng khẳng định nhân viên bảo vệ ở khu chung cư có thái độ chỉ tay vào mặt cô trước, nên cô mới làm lại hành động đó. Cháu cũng nói thẳng luôn là người có học và có văn hóa sẽ không bao giờ cư xử như bảo vệ ở đây. Nhà này không xứng đáng để bán cho dân và cháu nói luôn là cháu không việc gì phải sáng thứ bảy, cháu còn rất là nhiều công việc. Nếu như theo quan điểm của một người có học và có văn hóa ấy, thì không bao giờ cư xử như hai cái bảo vệ đâu. Từ lại em chỉ mặt anh nhưng mà em cũng bảo anh chỉ mặt anh. Em trước, anh có trường anh trước. Anh ơi. Các anh không đủ tư cách. Thế bọn anh cũng có... Em nói cho các anh biết nhá. Em nói cho các anh biết nhá. Em chỉ mặt em đâu. Anh đi mồm. Em không nói. Em đi mồm. Đấy. Mọi người nhá. Mọi người nghe nghe nhá. Em nói là chị nói cái này này. Chủ nhân của chú chó chỉ trích nhân viên bảo vệ với lời lẽ nặng nề. Trước đó, một người dân tại chung cư cũng đồng tình với ý kiến cho rằng bảo vệ trong khu chung cư này nhiều lần tỏ thái độ kênh kiệu với cư dân, nói chuyện rất bố đời. Kết thúc đoạn clip, mọi người thống nhất sẽ tiếp tục giải quyết với ban lãnh đạo của tòa chung cư, không tiếp tục cuộc tranh cãi. Tuy chưa rõ diễn biến trước đó ra sao, nhưng nhiều người tỏ ra bức xúc về thái độ của cô gái trẻ. Đa phần đều không đồng tình với thái độ của cô gái, cho rằng các cư xử và lời lẽ của cô không được chuẩn mực khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình. Bạn có cảm nghĩ như thế nào về cô gái trong câu chuyện thú cưng xả lung tung trên? Hãy để lại bình luận cho mọi người cùng biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.